chào mọi người, thì bây giờ là Tiên đã tới được sân bay của Thụy Điển, là thủ đô Stockholm của Sweden đó mọi người. Trong lòng bây giờ rất là nôn nao, tại vì bây giờ đây là lần đầu tiên Tiên đi một chuyến bay dài như thế. Mặc dù là chỉ có lên ăn và ngủ thôi mọi người, ăn đủ cử nha, không hề bỏ bữa luôn. Nhưng mà hả, cũng rất là hồi hộp vì lần đầu tiên đi một mình nữa. Trước giờ Tiên chưa bao giờ đi mà một mình như thế, Tiên cũng hồi hộp lắm. Nhưng mà tới đây là đỡ hồi hộp rồi, cảm thấy có một bầu không khí mới rất là trong lành đó mọi người. Hơn nữa là người nhà của Tiên đó đón Tiên rồi, đây là bố ông của người nhà của Tiên đây. Ta-da! Đó, vậy mọi người hãy theo chân Tiên đi ra chỗ bãi xe nha. Follow me. Dù là ở trong sân bay nhưng mà thích được không khí trong lành đó mọi người. Thì lúc nãy là Tiên có mặc một bộ đồ bảo hộ, tuy nhiên là khi ra đây là Tiên đã tháo ra rồi, và cũng như là đã hoàn tất các thủ tục như là qua hải quan cũng như là xuất trình giấy chứng nhận Covid đó mọi người. Thì trước khi đi Tiên muốn nói với mọi người là nên làm bài test Covid trước để mình có được cái tờ giấy đó, đặc biệt khi người ta cần thiết thì mình sẽ show ra cho người ta, như vậy cái quá trình của mình sẽ nhanh hơn. Ngoài ra khi Tiên thấy ở đây, khi mà mình vừa xuống cái khu nãy Tiên tới đó, thì trước đó người ta sẽ có một quầy test Covid cho mình như là miễn phí đó mọi người. Dài đối với Tiên là hả, cả một là sự thành công đó mọi người. Vậy đó, hai cái mũ thôi. Kể ra rồi, bây giờ Tiên ra nha. Để chuyển thu lại. Người nhà Tiên đón Tiên bằng xe gì nha mọi người. Chưa đến là được đâu, Tiên nói luôn nha. Là khi mà Tiên đẩy chiếc xe này, Tiên lại không biết là phải gặp cái thanh này xuống thì đẩy thì nó mới nhẹ được. Tiên đẩy một ngoặt gần ra tới ngoài luôn mới biết, mới có người chỉ là phải đẩy xuống thì mới đẩy nhẹ được, còn không thì nó cứ đứng vậy nè. Nó đứng vậy nên Tiên đẩy, đẩy ngoài đâu được đâu. Và thế là Tiên đã dùng nội công lực sĩ của Tiên. Tiên đẩy. Oh my god. Tiên được nửa đường hết thở nổi. Rồi, đã tới bãi xe rồi.
natural. Và cái hoa này là hoa đặc trưng của Thụy Điển đó mọi người. Khi mọi người đến đây vào mùa này thì hoa này là mùa mà hoa này được nở. Còn những cái cây cảnh xung quanh thì vào mùa này chưa có hoa lá nhiều. Đi đẩy tiếp nha. Wow, y như dịch là lạc luôn mọi người. Xuống dưới đây là gió thổi, mình thích nghĩ là bao nhiêu độ ta? 12 độ. Oh my god, 12 độ. Ở nhà tiên mở mới lạnh tầm 6 độ thôi. Ở đây 12 độ. Lúc đầu là tiên sẽ rất là thích. Không chỉ lạnh nha, để xem cho tiên cũng có còn thích hay không nha. Đối với tiên á, lạnh là cái gì đó tiên rất là thích, tại vì mọi người biết mà mình ở Việt Nam là xứ nóng mà. Còn gì tuyệt vời hơn là được có không khí lạnh cũng như là mọi người được đi Đà Lạt đúng không? Ở đây còn hơn Đà Lạt nữa, hít vô một cái thông tới mũi luôn. Dáng con chiếc xe của mình rồi. Mọi người đón xem xe nào nha. Camera không có thể quay dàn bạch kia đi nơi đây. Để mọi người có thể đoán là xe nào nha. Mọi người có muốn đi lái luôn không? Chắc là đi phải đi. Đi trong đi thì phải có qua xếp này cho. Xin đồ thôi, để được lấy xe ở đây thì tôi cũng chỉ bằng lái cho mọi người. Ở đây chứ không như Việt Nam đâu. Bye bye.
mọi người. Bây giờ mọi người lát nữa Tiên sẽ quay chặng đường về nhà của Tiên nha. Mọi người sẽ xem trên đường về nhà của Tiên sẽ có những gì. Bye bye, we see you.